Đấy rồi em. Alo, alo. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với vòng đấu loại trực tiếp thứ hai. Khi đây là Nguyễn Thanh Tùng thi đấu với Phan Đình Tú ở nội dung Asirian, một chút trục trặc đến từ màn hình máy view đã làm cho nội dung Asirian của chúng ta trận thi đấu thứ ba không được tiếp sóng, cũng tiếp sóng một cách nuột nà. Mất trận thi đấu thứ ba ở nội dung Asirian, tỷ số là 3-0. Khi ở trận thi đấu thứ hai pha OPA thành công, có lẽ là đó là dấu chấm hết ở trận thi đấu Asirian thứ hai. Và nội dung Asirian cũng đã kết thúc với tỷ số 3-0 nhưng mà phần thắng về Phan Đình Tú. Nhưng đây là nội dung đàn đập. Trận thi đấu đầu tiên ở phía bên kia, Phan Đình Tú là người cầm Greg, còn phía bên này là Maxe. Vâng, Greg thì thường nó dưới với mọi loại quân, nhưng mà với Maxe nó được xem như là không dưới nhiều. Vâng, vẫn thích đánh Maxe hơn là phải cầm Greg, cho dù nó có là solo. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên. Vâng, tay xanh đánh màng rồi. Cẳng mày, ca mày. Hy vọng là Nguyễn Thanh Tùng ở trong nội dung thi đấu random này sẽ có được kết quả có lợi để có thể đưa về nội dung thi đấu chung kết, đó là nội dung xem. Vâng, nếu hai nội dung thi đấu kết thúc với tỷ số hòa về nội dung, tức là random cụ thể là Nguyễn Thanh Tùng là người chạm ba trước thì sẽ phải đánh nội dung Seng, và Seng cũng chạm ba luôn. Đánh xong tứ kết thì chúng ta sẽ nghỉ, đến ngày mai chúng ta sẽ đánh bán kết và đánh chung kết, tìm ra người xuất sắc nhất ở khu vực Hải Phòng. Quay trở lại với trận thi đấu ở đầu, có bãi quả phụ ở bên trên hay sao kìa. Cứ là hiêu với bãi quả phụ nữa. À, như vậy là hiêu. Hiêu chứ không phải là bãi quả phụ, nhưng mà cũng được. Đôi voi, bầy hiêu. Vâng, khi mà vị trí bình luận nó không quá xa so với các game thủ thi đấu thì tốt nhất là không nên đọc góc nhà, cũng không nên đọc tài nguyên quá sớm, để mọi thứ nó trở nên trung thực và khách quan hơn. Tháng này 24/29 là tháng này hôm nay. Đến từ game thủ Nguyễn Thanh Tùng. Tương đối khung. BB sẽ được đóng ở vị trí giữa hai cánh rừng, một là già và thông, hai là giữa cánh rừng thông và cánh rừng dừa phía bên dưới này của đàn hươu to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 con. Rồi phóng hươu như vậy là tạm được được, đóng được chiếc BS ngay vào giữa, chính giữa luôn, 22/24. Đúng rồi, bài này đánh như vậy là hợp lý đấy, dần như vậy là hợp lý. Rồi một bầy hươu nữa ở phía bên trên. Đóng chiếc BS khéo khéo một chút để có thể bò về nhà luôn. Hai đàn hươu to rất thích mặt. 805 với 25 nông dân của Max Sen. Bên kia cũng chỉ là Greg thôi. Cố gắng lên. ASEAN ở phía bên kia có vẻ như họ là người trình trên. Có cảm giác là như vậy. Khi thi đấu những trận thi đấu cung R mà cái thủ Phan Đình Tú là người thi đấu rất hay. Thế đây là nội dung đòi hỏi độ may rủi cao. Và hy vọng mình sẽ là người may, còn họ sẽ là người phần còn lại. Hiêu để không nó sẽ bay thực. Đây là vị trí vừa khít cái BB luôn. Rồi. Chốt như đinh đóng cột ở đấy. Chiếc BS này sẽ rất thuận lợi ở vị trí sau, kể cả ăn rừng ở mé bên này luôn. Còn bãi vàng thì quay vào trong nhà. Được. Hãy cùng xem Greg sẽ xử lý bài này như thế nào. Một bài 80x với 25 nông dân của Greg. À xin lỗi, bài của Maxe. Đã lên xong. Ngoài này sẽ là BL, còn đây sẽ là BM. Ồ. Oh. L hơi thấp ở chiếc BM. Đóng trồi ở phía bên ngoài. Thôi rồi, chúng ta cùng chờ đợi xem. Đó sẽ là vị trí ăn vàng đẹp, nhưng cái BM sẽ đóng mất rồi. Nhưng sẽ được thiết kế trách trách chiếc BS ra phía bên này, dễ bo nhà. Phí mét không? Ồ. Oh.
nên đóng chiếc BS dành vào một chút nữa thì là hay hơn. Đồng nông dân lại bắt đầu đi vòng. Còn nếu chốt B nó sẽ có hiện tượng tăng. Đây rồi, rất gần, rất gần. Ở mình là người có giáp. Xoay máu, xoay máu, xoay máu, xoay máu. Bằng cạnh vòi như kia thì cứ thế mà xoay máu thôi. Mà tỉa. Không, đã có giáp, rất tự tin. Tất cả vẫn đang là đời 2. Ô này. Vâng, công giáp đầy đủ. Maxe là người lên đời sớm hơn so với Greg. Ruộng đang già rất đều tay. Ủa ơi, nhà Greg bo bế thế kia kìa. Khiếp, bo bế thế kia thì lấy lực đông ra để có thể đóng được nhà để sớm, để có thể lên được đời sớm. Và cũng không có lực để vẽ ruộng đâu. Khung kín nhà luôn này, khung kín nhà luôn. Nhưng mà Greg càng khung kín thì càng chết thôi. Có vấn đề gì đâu. Nhà mình gọn này đánh chuyển đá, lo gì. Thoải mái luôn, bài này thoải mái luôn. Ôi, dâng lên cắm gì á. Không việc gì phải khổ thế nhở. Không việc gì phải khổ thế cả. Chết giò đối phương đi. Ôi, cố gắng thêm rúi thêm 1-2 nhát nữa, chết giò đối phương. Xem bên ngoài có cái gì ăn hoang nữa không. Rồi, chết giò đối phương rồi đấy. Rồi, bên ngoài họ đã bắt đầu cắm đi. Đừng bối rối, đừng bối rối. Cái này không bối rối. Đáng lẽ phải giữ con giò, sau đó thì bây giờ chọc dân thì là hợp lý hơn. Vâng, tham lai 29/44. Đó, tham lai cũng này, dâng y cao lên phía bên trên. Có những người ta thủ y ở nhà mà y người ta là y Greg, mình lại dâng y cao lên phía bên trên. Chưa thực sự hợp lý cho lắm. Nhưng đó là cái quyết định của game thủ màu 6 trong trận thi đấu này. Vâng, chưa quyết định chuyển A luôn. Châu Y. Hơi dị. Mình là nông dân không có bánh xe. Đua phát triển, vâng, đã lên giáp 4 rồi. Và không cắm được cái Y tiếp theo này. Vâng, bây giờ thì đục vào mặt dãy hàng BE ở phía bên dưới này. Nhưng mà cánh rừng ở phía bên trên cẩn thận hở đấy. Cánh rừng có cái BE ăn hiêu ấy, cẩn thận hở. Vậy E, rất nhanh, rất nhanh. Nhưng như vậy là chưa đủ. Rồi, cứ phải có Y vào, rũ vào mới đủ. Nổ đấy, nổ đấy, có con Y rũ vào là nổ, có con Y rũ vào là nổ. Nổ. Vâng, trận thắng đầu tiên rất gần rồi. Cố lên thêm một tí nữa, bây giờ thì đã đóng A. Win chặt, đóng cái BE tôi khẳng định win luôn. Không nói nhiều. Vâng, chết 7-8 nông dân ở những thời điểm đầu làm cho game thủ màu 1 bây giờ đang là rất yếu. Lực rất yếu. Đó chưa kể gỗ đến thời điểm đầu mất siêu siêu nhiều để có thể bo được nhà. Rất yếu đến từ màu 1. Bây giờ thì đâm thẳng cái ruộng này, cái Y nó rũi hai cái là ruộng bay chứ có cái gì đâu, hết sức đơn giản. Mình chặt gỗ chứ không biết. Ơ, cái ruộng cái thì không rũi kìa. Đấy, cứ ruộng mà rũi. Và một BA tiếp theo nữa. Hết sức đơn giản mà đấy, cứ thế ruộng mà rũi. Rũi tung dãy hàng BE này ra là xong. Mà Y người ta làm gì có cái cửa giáp 4 tầm này, dắt chém vào trong, dắt chém vào trong, đúng rồi. Rồi, đóng cửa chay vẽ ruộng. Đáng lẽ phải lên A từ lâu. Bây giờ có lẽ trận thi đấu đã chuẩn bị kết thúc. Bây giờ thì chắc chắn sẽ phải chảy cối và sau đó thì đối phương bắt đầu nhìn thấy cụ ngà hai áo của mình, bắt đầu mới quýt. Chém đã lọt được vào phía bên trong. Tham lai 39/60, tham lai lúc này đến từ game thủ 16. Tiếp tục nổ và tiếp tục lọt. Một vẫn đang rất chăm chỉ về E. Chúng ta này hơi khó rồi một, hơi khó. Đang chém Maxe nó đuổi thì đừng hy vọng chạy. Rồi, như vậy tỷ số là 1-0. Chúc mừng trận thi đấu giành chiến thắng đầu tiên.
trước đối thủ Phan Đình Tú, một đối thủ đánh cung R rất cứng.